Thưa quý vị, chiều nay 1 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ông Trần Văn Cần, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì và chỉ đạo tại hội nghị. 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng đã tiến hành trên 4.000 cuộc kiểm tra, phát hiện và xử lý 1.563 vụ vi phạm, trong đó 702 vụ buôn lậu, trên 800 vụ gian lận thương mại, 15 vụ bán hàng giả, 11 vụ bán hàng kém chất lượng, xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước gần 155 tỷ đồng, bao gồm phạt hành chính, bán hàng tịch thu, phạt và truy thu thuế. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ tịch thu trên 1 triệu bao thuốc lá, 241 xe gắn máy, 43 xe ô tô, điều tra khởi tố 26 vụ với 34 đối tượng vi phạm pháp luật về tham gia vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 2 trường hợp tái chế khẩu trang, 2 trường hợp nâng giá khẩu trang, kịp thời tịch thu trên 192.000 khẩu trang y tế. Để thực hiện tốt công tác 6 tháng cuối năm, ông Trần Văn Cần, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chuyên trách 389 chỉ đạo các sở ngành, các mặt hàng thuốc lá, mỹ phẩm, hàng điện tử, xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, chất phụ gia, hóa chất độc hại trong danh mục cấm sử dụng vẫn còn diễn biến phức tạp trên tuyến biên giới. Việc vận chuyển lén lút, phân tán, chia chẻ nhỏ hàng để vận chuyển qua đồng ruộng, kênh rạch, đường mòn, lối mở khu vực biên giới vẫn còn xảy ra thường xuyên. Ngoài tăng cường kiểm tra tại các trạm chốt cố định, tuần tra cơ động của các lực lượng chức năng, chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động, huy động quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, không tiếp tay vận chuyển hàng lậu, thông báo cho chính quyền, cơ quan chức năng như biên phòng, công an, hải quan, quản lý thị trường gần nhất khi phát hiện các hành vi, dấu hiệu nghi ngờ, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng người già, trẻ em tham gia vận chuyển buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.